trên thế giới cũng như ở Việt Nam, ung thư tuyến giáp chiếm 1 đến 2% tất cả các loại ung thư nhưng chiếm đến 90% ung thư của các tuyến nội tiết. Theo thạc sĩ bác sĩ Mai Văn Sâm, phụ trách phòng khám ung bướu nội tiết bệnh viện Đa khoa An Việt, ung thư tuyến giáp có thể chữa khỏi nếu phát hiện và có phương pháp điều trị hiệu quả ở giai đoạn sớm. Do vậy, việc hiểu rõ về ung thư tuyến giáp, biết cách phòng ngừa, nhận biết sớm sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta trong việc thoát khỏi loại ung thư này. Đại đa số ngày nay ung thư tuyến giáp là thể nhú và thể nang và kích thước khối u thông thường là nhỏ Đó. và chúng ta phát hiện rất sớm và thông thường là phát hiện do tình cờ đi khám sức khỏe chứ còn ít khi mà khối u to cho nên gần như không có triệu chứng gần như không có triệu chứng đối với những trường hợp ung thư tuyến giáp ngày nay còn nếu có triệu chứng thì là nó sẽ biểu hiện ra những triệu chứng của các bộ phận nằm cạnh tuyến giáp các bộ phận nằm cạnh tuyến giáp gồm có thần kinh để chúng ta nói, gồm có khí quản, gồm có thực quản. Đấy là những cái bộ phận nằm cạnh tuyến giáp. Khi mà khối ung thư ảnh hưởng đến những bộ phận đấy thì sẽ phát ra các cái triệu chứng. Nguyên nhân gây ung thư tuyến giáp Hiện nay, người ta chưa tìm thấy nguyên nhân rõ ràng trong cơ chế sinh bệnh ung thư tuyến giáp. Hầu hết các nghiên cứu đều chỉ ra các yếu tố nguy cơ cao dễ mắc bệnh. Một số yếu tố sau liên quan tới ung thư tuyến giáp hay gặp bao gồm nhiễm phóng xạ, Cơ thể người có thể bị nhiễm phóng xạ từ bên ngoài qua đường tiêu hóa, qua đường hô hấp gây ảnh hưởng đến tuyến giáp. Tiền sử điều trị các bệnh lý vùng cổ bằng phương pháp xạ trị. Ung thư tuyến giáp do di truyền. Có khoảng 70% bệnh nhân ung thư tuyến giáp có gia đình, bố mẹ, anh chị em từng mắc bệnh. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa tìm ra được gen nào dẫn tới sự di truyền này. Đối với ung thư tuyến giáp thể tụy, thường có tính chất gia đình và di truyền. Chế độ ăn thiếu iốt. Thiếu iốt trong chế độ ăn làm tăng nguy cơ mắc các khối bướu giáp đơn thuần cũng như ung thư tuyến giáp và trong nhóm này thường gặp ung thư tuyến giáp thể nang yếu tố tuổi tác, thay đổi hóc môn giới tính. Bệnh nhân mắc căn bệnh này chủ yếu nằm trong độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi và phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 2 đến 4 lần so với nam giới. Nguyên nhân là do yếu tố hóc môn đặc thù ở phụ nữ và quá trình mang thai đã kích thích quá trình hình thành bướu ở tuyến giáp và hạch tuyến giáp. Theo thời gian, các bướu này có thể phát triển thành ung thư. Một số phụ nữ bị viêm tuyến giáp sau sinh, điều này do sự thay đổi nội tiết trong cơ thể gây suy giáp tạm thời ở phụ nữ sau thời kỳ thai nghén. Tiên sử mắc bệnh tuyến giáp, các bệnh tuyến giáp như viêm tuyến giáp mãn tính Hashimoto hoặc viêm tuyến giáp bán cấp, d quavain bướu giáp, bệnh Bardetô hoặc hóc môn tuyến giáp mãn tính có nguy cơ cao mắc ung thư tuyến giáp hơn người khác. À, cách điều trị ung thư tuyến giáp thì rất là dễ và nhẹ nhàng. À, bước đầu là chúng ta cứ phẫu thuật những cái khối u, rồi là nặng hơn thì chúng ta phải cắt hết đi, cắt hết tuyến giáp đi, do đó chúng ta phải đi uống sản. Và sau khi đã cắt hết tuyến giáp thì chúng ta phải uống hóc môn thay thế cho tuyến giáp đã cắt đi đấy là ba cái cách điều trị chính đấy. và cách nữa là nếu như chúng ta phải đi uống xạ thì uh, iốt 111 sẽ diệt nốt những cái tế bào ung thư còn lại. Đấy.